Xin tiếp tục chào đón nhà mình quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ. Thì đến với clip buổi trưa ngày 9 tháng 6 hôm nay thì bên em cũng sưu tầm được rất là nhiều sản phẩm đẹp để giới thiệu và giao lưu cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Xem được đừng tiếc cho em xin một like và đăng ký kênh cả nhà mình nha. Hôm nay toàn những sản phẩm rất là đẹp để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Và mã số 1 đầu tiên là tất cả các loại tiền sưu tầm để giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Và mã số 1 đầu tiên này về các loại tiền sưu tầm thì cả nhà mình thích cái mẫu nào thì bái em mẫu đó ha. Mẫu đầu tiên là một bộ tiền được xem là bộ tiền quyền thoại của Việt Nam mình ha. Đây được xem là bộ tiền mà gần nhất mà những người sở hữu hữu những tờ tiền giấy Việt Nam thì cũng có thể biết được những tờ tiền này nha. Đây là một bộ tiền em tạm gọi là bộ này là bộ năm 1994 nha. Một bộ này thì bao gồm 2, 4, 6, 7 mệnh giá khác nhau để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đầu tiên bộ tiền giấy này ha. Đầu tiên là tờ 20 đồng được sản xuất năm 80 và một 10 đồng 2 đồng sản xuất năm 80, 10 đồng sản xuất năm 80, 500 đồng năm 1969. Đặc biệt là trong này là có tờ 10.000 nha cả nhà ha. 10.000 đỏ ha, được xem là hoa hậu Việt Nam nha, hoa hậu tiền Việt ha. Rất là đẹp nha. Và tờ này được sản xuất năm 93 và kèm theo là tờ 20.000. 20.000 được sản xuất năm 91, tờ 50.000 sản xuất năm 94 và tờ đặc biệt nhất đó là tờ 100.000 đồng nha. 100.000 đồng nhà sàn Bác Hồ ha. Bún đậu mắm tôm nha. Và một bộ như thế này nó có màu giống như màu mắm tôm ha. Nên thường hay người ta gọi là tờ 100.000 mắm tôm nha. Và một bộ như thế này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình. Một bộ như thế này bao gồm là 2, 4, 6, 7 tờ 650.000. Cho cả nhà có nhu cầu sưu tầm tiền Việt xưa thì báo em ha. Đây là mã coi như là bộ năm 94 nha. Rồi tiếp theo trong tiền sưu tầm thì giới thiệu với cả nhà mình có sưu tầm được một còn được 5 tờ tiền con hổ nha. Đây được xem là một những tờ rất là nhiều người sưu tầm ha. Tờ 500 đồng con hổ, tờ này được sản xuất năm 1972 nha, do Ngân hàng Quốc gia Việt Nam phát hành. Nó có hình ảnh con hổ ha, mặt trước là hình ảnh con hổ, mặt sau là hình ảnh Dinh Độc Lập nha. Rất là đẹp ha. Mặt sau là hình ảnh Dinh Độc Lập. Những tờ này còn cứng nha ha, cũ nhưng mà còn rất là liền lạc, rất là đẹp, còn cứng nha. Rất là đáng để mình sưu tầm ha. Ngày xưa mà khi mà cầm tờ 500 đồng con hổ này đi chợ là không có tiền thối nha. Rất là đẹp ha. Đặc biệt những tờ tiền của Việt Nam Cộng hòa Bảo An rất là cao nha. 1/3 tờ tiền nó sẽ có một lần chỉ chạy xuống này. Khi mình ngắt cái này ra, trong đây nó sẽ có một cái cọng chỉ nha. Ngày xưa thì người ta thường hay nói là nhứt găng ngắt cái cọng chỉ này ra nhét vô là sẽ hết nha. Cái đó là quan niệm của người xưa thôi ha. Và đặc biệt những tờ này đều có bóng chìm của bà Trần Lệ Xuân nha, vợ của Tổng thống Ngô Đình Diệm ha. Khi mà mình gọi lên nha, tại này em không có máy gọi, mình đưa ra nắng là mình sẽ thấy ở đây có bóng chìm của bà Trần Lệ Xuân ha. Và một 5 tờ 500 đồng được phát hành năm 1972 do Ngân hàng Quốc gia Việt Nam phát hành, có giá giao lưu cả nhà mình là 650 cho một tờ 5 tờ này. Rất là đẹp ha. Đây là 5 tờ tiền năm 72 nha. Và tiếp theo trong mã số 1 về tiền thì sẽ không thể nào bỏ qua được một bộ tiền tỷ nha. Tiền tỷ trong tay không khó nha cả nhà ha. Giới thiệu cả nhà mình đây là một bộ tiền tỷ nha, của một trong những quốc gia đặc biệt nhất thế giới nha, đó là Zimbabwe. Đây là những tờ này được phát hành năm 2008. Thì 2008 thì đất nước Zimbabwe đi vào khủng hoảng kinh tế ha, nên là những tờ tiền của họ có mệnh giá rất là cao. Đây là một bộ này bao gồm là 10 tỷ, 20 tỷ, 50 tỷ, một bộ tiền tỷ trên thế giới nha. Khi tại vì đất nước Zimbabwe năm 2008 thì đi vào lạm phát, nên là những tờ tiền này người ta thường hay gọi là tờ tiền lạm phát. Nó đặc biệt cái là đá ba chồng ha. Đó, Zimbabwe. Cái này về để dành Tết tặng cho mỗi người một tờ ha. Thì rất là hay nha. Một bộ này bên em có giá giao lưu cả nhà mình là 450.000, tiền còn rất là đẹp. Tiền của Zimbabwe nha. Tiền tỷ ha. Cái này về có tiền tỷ trong tay rồi nha. 10 tỷ, 20 tỷ, 50 tỷ. Tiền thật của Zimbabwe được phát hành năm 2008 nha cả nhà ha. Khi mà Zimbabwe đi vào lạm phát ha. Một bộ như thế này còn rất là đẹp, 450 cho 3 tờ. Rồi tiếp theo về tiền lạm phát nữa thì không thể nào bỏ qua được một đất nước nha, năm tư cũ ha. Thì cái này là tới 500 tỷ luôn. Quá nhiều số 0 nha, quá nhiều số 0 mình có thể đếm không xuể ha. Tờ này của năm tư cũ nha. Tờ này được phát hành năm 1994 khi mà đất nước Nam của năm 93. Năm 93 cả nhà ha. Khi mà đất nước năm tư cũng đi vào lạm phát ha, bởi vì những tờ tiền của họ in những lên đội lên những con số rất là lớn. Tờ này là 500 tỷ và một bộ ba như thế này, ba tờ 500 tỷ này bên em cũng có giá giao lưu với cả nhà mình là
450.000. 450.000 cho ba tờ tiền tỷ của năm tư nha, được phát hành năm 1993, tờ tiền làm phát. Cái này về tặng cho mỗi người 500 tỷ thôi, khỏi chơi ha, mua cho bạn bè tặng cho mỗi người tờ 500 tỷ nha. Về để mục đích may mắn ha, bỏ vô bóp, mai mốt đi đâu mình có thể móc ra được ha, mình có 500 tỷ trong tay nha. Mỗi một tờ ha. Rồi, tiếp theo là giới thiệu với cả nhà, mình hôm nay cũng có sưu tầm được một bộ xu, bao gồm tất cả 120 xu trên 120 quốc gia trên toàn thế giới nha, về dùng lãnh thổ ha. Tất cả những bộ xu này, những tờ, những cái đồng xu này đã được bỏ trong cái phơi bảo quản rất là đẹp, và những cái xu này cũng được kèm theo những lá cờ như vậy. 120 xu, 120 quốc gia trên thế giới, được kèm trong album luôn nghe nha em ha. Và có một cái giá rất là đáng để mình sưu tầm nha, là 1.200.000, coi như là 10.000 một xu mà bên em đã lòng phơi bảo quản cho mình hết luôn rồi nha. Rất là đẹp ha, 120 xu, 120 quốc gia, 1.200.000, bỏ cho một bộ 120 xu nha. Rồi, sau này qua mã số 1, bắt đầu đi vào các mã sản phẩm đồ đồng của ngày hôm nay cả nhà ha. Mã số 2, giới thiệu với cả nhà mình hôm nay có về được một tượng Phật Di Lạc nha. Di Lạc tượng Phật cười ha. Di Lạc thường ta nói đó là Phật cười nha. Ông lúc nào cười rất là tươi, xuất hiện với bao tiền ha. Chiều dài tổng thể là khoảng 27. Rồi, chiều cao là 13, mã số 2 ngày hôm nay. Tổng trọng lượng là 3,2 kg, 1.700.000 cho mã số 2 trong ngày hôm nay. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm bác ha. Đây tượng Phật Di Lạc đây. Xem không rõ có thể kết bạn qua Zalo bên em nha, để bên em có thể thêm những thông tin hình ảnh cho cả nhà mình ha. Kênh của em là Đồ Cổ Cần Thơ nha, địa chỉ là đường số 4, chúng ta ngoài huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ ha. Rồi, tiếp theo mã số 3. Số 3 trong video hôm nay là giới thiệu với cả nhà mình một cái cặp bình đồng cũng rất là đẹp, song long chanh châu. Đây là ảnh hai con rồng chanh một quả châu, chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là 2,8 kg cho cặp bình như thế này. Chiều cao tổng thể là 27. Rồi, đường kính ngang là khoảng là 13 cm. Đây là một cặp bình đồng song long rất là đẹp ha. Và một cặp như thế này, bên em có giá giao luôn cả nhà mình là 2.200.000 nha. 2.200.000 cho cặp bình song long vườn châu của ngày hôm nay. Đó, đây là mã số 3. Tiếp theo mã số 4 trong video hôm nay thì giới thiệu với cả nhà mình có được một cái bộ trà rất là đẹp. Đẹp từ cái nhìn tới là cái tích của nó luôn nha. Đó. Một bộ trà có tên gọi là Thất Hiền ha. Thì tích Thất Hiền cũng là một những cái tích rất là hay nha. Kể về bảy hiền sĩ ngày xưa ha, thì không thích những phong tục tập quán trong triều đình, là bảy ông quyết định là ẩn thân ở vườn trúc nha, nên là từ đó sẽ có một cái tích gọi là Trúc Lâm Thất Hiền, bao gồm bảy hiền sĩ nha, ở ẩn thân nơi vườn trúc nha, đờn ca rồi ha, đầy đủ nha. Mỗi một bộ như thế này nó sẽ bao gồm một cái dĩa lớn như thế này, em sẽ kèm theo một cái cây dày cho mình nha, một cái cây để dựng lên ha. Cái cây nó bị rớt rồi, để hồi em để lên lại cho các nhà xem ha. Và sau đó là một cái bình cũng là giả tích Thất Hiền như đây luôn, bảy hiền sĩ nha. Đó, cũng bảy hiền sĩ như đây luôn ha. Và có một cái dĩa để cái bình nữa, các nhà cùng xem nha. Dĩa là cũng giả Thất Hiền luôn nha, giả tay nha. Một bộ rất là hay. Và kèm theo là sáu cái ly. Tại nãy là em dư một bộ một cái cho cả nhà mình xem ha. Đó. Một bộ nó sẽ bao gồm 6 cái ly như vậy nha các nhà nha. 6 ly 1 bình 1 khay. Đó. Và một bộ như thế này thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình 800.000 ha. Thì cả nhà có nhu cầu sưu tầm bao nhiêu bộ thì báo em nha. Em cũng sưu tầm được vài bộ để giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Em giới thiệu lại ha. Một bộ sẽ bao gồm một cái khay lớn như thế này, kèm theo một cái đế để dựng cái khay lên ha. 6 ly 1 bình và một cái dĩa để bình. Rồi 800.000. 800.000 cho một bộ như vậy nha cả nhà nha. Rồi, tích Thất Hiền ha. Đây là mã số 4 trong video ngày hôm nay nha. Tiếp theo mã số 5. Đó là một cái tích cũng rất là hay nữa nha. Một cái tích rất là hay. Long ẩn. Đó, long ẩn nha, rồng trong mây ha. Đây là một cái tích cũng là vẽ tay rất là đẹp, được làm bằng gốm sứ cao cấp. Rất là đáng đi sưu tầm, một cái bình nó sẽ bằng một cái bình như thế này. Đây cả nhà cùng xem nha, vẽ long ẩn nha, vẽ tay rất là đẹp. Những đường nét qua văn trên đây thì khỏi chê ha. Và kèm theo mỗi thứ là một cái dĩa để bình. Rồi 6 cái ly. Ly cũng được vẽ tay long ẩn rất là đẹp. Đó. Đây cả nhà cùng xem ha. Long ẩn nha, thì cũng một bộ như thế này. Thì cũng có giá giao luôn với cả nhà mình là 800.000 luôn. Thì cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì báo em nha. Đó, long ẩn này. Rồng trong mây ha. Một bộ như vậy để lên. Đó, để em bài trí cho cả nhà mình xem ha.
Cái này bài trí rất là bắt mắt nha. Mình về mình vừa rồi trưng bày lâu lâu khách lại đem ra đãi luôn ha. Rất là hay nha. Đó, bộ mã số 5 cũng có giá giao lưu cả nhà mình 800 ngàn luôn nha. Cho mã số 5 Long Ẩn của ngày hôm nay. Rồi, tiếp theo mã số 6 trong video hôm nay thì mã số 6 thì bên em giới thiệu với cả nhà mình có được một bộ 12 con giáp ha. 12 con giáp chất liệu vân đồng nha. Bộ gồm 12 con. Con này nhỏ nhỏ xinh xinh về bài trí nha. Hoặc là tặng cho mỗi người thân tuổi nào thì mình tặng con giáp tuổi đó cũng rất là hay nha. Một bộ bao gồm 12 con, đầy đủ 12 con giáp ha. Chất liệu vân đồng nha. Này về bảo hành xài trọn đời luôn á. Một bộ 12 con tổng trọng lượng là 7,2 kg cho một bộ 12 giáp như thế này. Và chiều cao của mỗi con là tầm có khoảng là 13 ha. Và bề ngang tổng thể là có khoảng là 9 cm, 10 cm, bao gồm 12 con, đầy đủ 12 con như vậy. Thì đế là đế có chuyện luôn, đế là đế vàng ha. Đó, cái này cũng xem nha, rộng đây, khỉ đây ha. Và có giá giao lưu với cả nhà mình 3,9 triệu nha, cho một bộ như thế này. Rất là đẹp, cũng rất là đáng để sưu tầm ha. Tính ra không có bao nhiêu một con nha cả nhà nha. 3,9 triệu cho bộ 12 con giáp, mã số 6 trong video hôm nay. Rồi, tiếp theo mã số 7. Mã số 7 trong video ngày hôm nay thì mã số 7 thì bên em mã số 7 thì còn được một cặp cốc ha. Cặp cốc chất liệu vân đồng nha, tổng trọng lượng là khoảng 2,2 kg và chiều cao tổng thể là 11. Bề ngang tổng thể là có khoảng là 10 cm. Một cặp như thế này. Cặp cốc chiêu tài hút lộc nha cả nhà ha. Có giá giao lưu với cả nhà mình á là 1,2 triệu cho mã số 7 trong video hôm nay nha. Mã số 7 cặp cốc chiêu tài hút lộc. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 thì hôm nay giới thiệu cả nhà mình còn được một cặp lông mã. Đó, bao gồm 2 con như thế này. Lông mã nha, mình đó là mình ngựa đầu rồng. Đây là một những linh vật phong thủy rất là đáng để sưu tầm ha. Tổng trọng lượng là 3,2 kg cho cặp lông mã này. Cặp lông mã này chiều dài tổng thể là 27 cm, rồi chiều cao là 22. Chất liệu vân đồng ha. Còn cặp lông mã này có giá giao lưu cả nhà 1,800 triệu nha, cho hai con cặp lông mã. Của ngày hôm nay đái có chuyện luôn nha cả nhà nha. Đó, hai con, đây là con đực này cả nhà cùng xem ha. Một con đực cho một con cái nha, hai con ha. Mã số 8 trong video hôm nay. Rồi, tiếp theo mã số 9. Mã số 9 thì bên em giới thiệu với cả nhà mình hữu duyên với cả nhà mình một tượng của ngài Thánh Đăng Simali nha, để nhất tài lộc ha. Cho mã số 9 thì chiều cao tổng thể là 30. Rồi, bề ngang là có khoảng là 19 cm, chất liệu vân đồng. Và tượng ngài Thánh Đăng Simali để nhất tài lộc của ngày hôm nay có giá giao lưu với cả nhà mình là 2,4 triệu ha. Đây có chuyện luôn, đây là mã số 9. Tiếp theo mã số 10 trong video hôm nay thì bên em giới thiệu cả nhà mình còn được một cái cây thánh giá đồng châu Âu nha. Đó, một cái cây thánh giá chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là 2 kg, rồi chiều cao tổng thể là có khoảng là 42, rồi bề ngang là có khoảng là 19 cm. Một cái cây thánh giá chất liệu bằng đồng và có giá giao lưu cả nhà 1,600 triệu cho mã số 10 trong video ngày hôm nay mà bên kênh Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đây là mã số 10 nha. Rồi, 11 trong video ngày hôm nay thì giới thiệu cả nhà mình còn được một cặp bình tứ linh long lân quy phụng. Đó, đây là mã số 11 trong video ngày hôm nay. Thì cặp bình này về trọng lượng là tầm có khoảng 7 kg cho một cặp bình tứ linh như thế này, bao gồm 4 linh vật nha, chất liệu bằng đồng. Đó, đã được vệ sinh chùa Sáu Móng rồi các nhà ha. Và chiều cao, rồi chiều cao là có khoảng là 36 cm, đường kính miệng là có khoảng là 12. Và có giá giao luôn với cả nhà mình một cặp bình như thế này là cái giá giao luôn với cả nhà mình 3,4 triệu ha, cho cặp bình tứ linh nha, long lân quy phụng ở số 11 trong video hôm nay. Rất là đẹp như cả nhà ha, 4 linh vật nha, họ tụ trên cặp bình ha. Mặt trước là long lân, mặt sau là quy phụng. Đây là mã số 11. 12 trong video ngày hôm nay là một tác phẩm rồi. Một con cá chép nhã ngọc phun châu, chất liệu vân đồng. Con cá chép này có tổng trọng lượng là khoảng 3,8 kg,
Rồi cả nhà cùng xem ha. Một con cá nhã ngọc Phun Châu nha. Và chiều cao tổng thể có khoảng là 39-40 cm. Rồi bề ngang. Rồi bề ngang là tầm có khoảng 20 và có giá giao lưu với cả nhà mình một con cá chép như thế này là 2 triệu đồng nha, mã số 12. Rồi tiếp theo mã số 13. 13 của ngày hôm nay là một 13 là một tượng 13 là một tượng địa tạng chất liệu Vân Đồng. Tổng trọng lượng của tượng địa tạng này rơi vào khoảng là 4,8 kg nha cả nhà mình nha. 4,8 kg ha, khuôn mặt của ngài đây. Và chiều cao tổng thể. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 47, đo tới cây trượng là 50 cm. Và tượng địa tạng như thế này thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 3.900.000 cho mã số 13 có trong video ngày hôm nay nha. Rồi tiếp theo mã số 14. 14 của ngày hôm nay thì bên em giới thiệu cả nhà mình rồi. Còn được một bộ lưới đồng xưa. Một bộ trái đào xưa nha. Bộ này là bộ vừa thôi, để những bàn thờ nhỏ ha. Một bộ như thế này cho mã số 14. Thì bên em cân được tầm khoảng là 6,2 kg cho một bộ lưới đào ha. Đây là mã số 14 trong video hôm nay, 6,2 kg. Lưới đào Nam Bộ xưa ha. Ở miền Nam thì lúc nào cũng có một nhà miền Nam lúc nào cũng có một cái bộ lưu đào như vậy nha cả nhà nha. Và chiều cao tổng thể là tầm có khoảng là 42, chân đèn là có khoảng là 32. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một bộ như thế này là 3.600.000 cho mã số 14. Rồi tiếp theo, mã số 15. Trong video ngày hôm nay thì bên em giới thiệu với cả nhà mình còn được một tượng Phật Bổn Sư ngồi gom. Đó, đây là một tượng Phật Bổn Sư đang ngồi trên ống gom nha. Và tổng trọng lượng của tượng rơi vào khoảng là 4,8 kg. Và chiều cao của tượng là 30. Bề ngang là tầm có khoảng là 26, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.200.000 cho một tượng Phật như thế này. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì báo em ha. Đây là mã số 15 trong video hôm nay. Và cuối cùng mã số 16 là một cặp rồng ha, mã số 16, một cặp rồng chất liệu bằng đồng. Tổng trọng lượng là khoảng 2 kg. Rồi chiều cao tổng thể là có khoảng 41 cm. Rồi bề ngang của tượng là tầm có khoảng 10 cm, một cặp rồng như thế này. Có giá giao lưu với cả nhà mình là 2 triệu đồng. Đây cũng là mã số cuối cùng trong clip ngày hôm nay mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh Đồ Cổ Cần Thơ trong thời gian qua. Thì xem được đừng tiếc cho em xin một like và đăng ký kênh cả nhà nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại cả nhà vào sau những phẩm đẹp độc và lạ hơn ha. Xin chào, hẹn gặp lại.